Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Thủ tướng và Đốc Hồng vung tay xé, tô rất vàng với nghĩa tuyên giáo, dùng tay bụng. Càng ngày, giới đại gia tại Việt Nam càng lộ nguyên hình là những đầu nậu lùa gà. Ở Việt Nam, những tay lừa đảo lùa gà nhan nhản trên mạng chỉ có những con kép diêu, còn những đại gia khác thì khoác lên mình chiếc áo thành đạt, chiếc áo doanh nhân lớn mới thực sự là những tay lùa gà thượng thặng. Họ ăn tiền của toàn dân từ Bắc tới Nam với sự giúp sức của các nhóm lợi ích chính trị trong đảng. Lỗ hổng toang hoác đủ cho khủng long chui lọt thế này thì do đảng tạo ra hay do phản động đây? Vụ Vạn Thịnh Phát đang để lộ ra một lỗ hổng khổng lồ, đó là việc các đại gia thành lập các ngân hàng thương mại rồi dùng nó như một kênh để mà lùa gà những người gửi tiền. Cũng bởi vì đấy là ngân hàng nên không ai nghĩ nó là một tổ chức lừa đảo tinh vi. Chưa có nơi nào mà có một cá nhân có thể lừa đảo, chiếm đoạt của người dân tới con số lên đến 12,5 tỷ đô la Mỹ. Và đây chỉ là con số thống kê, thực tế có thể còn lớn hơn rất nhiều. Chính quyền của Đảng Cộng sản đang đổ lỗi cho những người phạm tội, tuy nhiên cần phải nhìn sâu hơn để tìm ra nguyên nhân gốc rễ. Thực ra, việc Vạn Thịnh Phát lớn mạnh và lập ra bộ máy lừa đảo khổng lồ chỉ là hậu quả mà nguyên nhân chính là cách quản lý đất nước của chính quyền Đảng Cộng sản. Tại sao những quốc gia khác không để xuất hiện những con cá mập lừa đảo khủng khiếp đến thế mà Việt Nam lại xuất hiện? Chịu trách nhiệm cho tình trạng này trước hết là ông Thủ tướng Phạm Minh Chính và bà Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng. Tất nhiên, Vạn Thịnh Phát đã lợi dụng lừa đảo trong suốt một thời gian dài, trải qua nhiều đời thủ tướng chính phủ khác nhau và nhiều đời thống đốc ngân hàng nhà nước. Nhưng hiện nay, hai người này vẫn phải chịu trách nhiệm chính, rồi sau đó mới đề cập đến những người tiền nhiệm của họ. Xua tiền giáo và công an bịt lỗ hổng khủng long. Đâu chỉ có SCB mà còn đó như Sacombank của đại gia Dương Công Minh và Techcombank của đại gia Hồ Hùng Anh, cũng là ngân hàng thuộc hệ sinh thái của các ông chủ bất động sản lớn. SCB có thể chui lọt lỗ hổng thì ngân hàng khác cũng có thể chui lọt. Vấn đề là chính quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam có dám rút dây đến cùng hay không, hay chỉ rút SCB rồi lại sợ động rừng buông tay. Có người đã mỉa mai nói rằng bắc thang nên hỏi ông trời, tiền đưa SCB có đòi được không? Một khi tiền đã vào tay SCB thì xem như mất trắng, sẽ chẳng có quyền lợi nào được trả lại cho người bị hại cả. Hãy xem vụ chuyến bay giải cứu thì rõ, kiều bào khắp nơi trên thế giới đã bị đảng và chính phủ tổ chức ra những chuyến bay và cướp ra sao. Kẻ đứng trước vành móng ngựa chấn lột dân rồi đem cúng cho những kẻ xử án để chạy án tiếp tục sau đó. Nghĩa là chúng chia nhau tiền xài hết số tiền đã chấn lột của dân, chứ không bao giờ trả lại cho dân đồng nào cả. Cho nên khi người dân đã lỡ đút tiền vào những ngân hàng như SCB thì đừng có hy vọng đòi lại, và ngay cả các ngân hàng hiện nay đang tồn tại. Đó là sự thật không thể chối cãi. Đứng trước những trò lừa đảo của các đại gia, đặc biệt là các đại gia nắm ngân hàng, thì những bài viết phân tích để khuyên người dân cẩn thận là cần thiết. Tuy nhiên, bộ máy chính quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam lại không muốn như thế. Họ muốn dân tiếp tục đút tiền vào các ngân hàng, để rồi những nhóm lợi ích của họ có cơ hội tiếp tục chia chác lẫn nhau. Người cần xử lý là ông này, chứ không phải là phản động đâu, thưa ông Tổng Bí Thư. Để cho ngành ngân hàng nát như thế, thay vì cho xử thẳng tay ông Thủ tướng và bà Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, thì ông Tổng Bí Thư lại xua ông Tô Lâm bung công an ra, truy lùng những người mà họ cho là phản động, nói xấu đảng và nhà nước. Ngoài việc cho Tô Lâm tung người truy bắt phản động, thì ông Tổng còn cho Nguyễn Trọng Nghĩa, trưởng ban tuyên giáo Trung ương, chỉ đạo báo chí tố cáo phản động. Chẳng có phản động nào tạo ra được Trương Mỹ Lan và Vạn Thịnh Phát, mà đó là Đảng Cộng sản tự nặn ra. Khi những ung nhọt của chính Đảng Cộng sản Việt Nam tạo ra làm mất lòng tin của dân, thì đảng lại đổ lỗi cho phản động. Ngành tài chính ngân hàng đang nát là sự thật. Đó là những người đứng đầu chính phủ và đứng đầu ngân hàng nhà nước Việt Nam đã xé nát nó.
Vậy mà giờ đây ông Tổng lại cho Tô Lâm và Nguyễn Trọng Nghĩa che chắn lại. Để chữa lành vết thương thì phải dùng thuốc đặc trị, kể cả phẫu thuật, cắt phăng nó đi, chứ không thể dùng tay che lại mà có thể khiến vết thương lành được đâu, thưa ông Tổng. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo chấm D ngày hôm nay với bản tin Thủ tướng và Đốc Hồng vùng tay xé, ông Tổ dắt vàng với nghĩa tuyên giáo dùng tay đậy. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo chấm D để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo chấm D. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Bình Mật Thất một chùm án oan với tài sản khủng khiếp. Vụ án Hồ Duy Hải gắn liền với tên tuổi Nguyễn Hòa Bình, chánh án Tòa án Nhân dân tối cao, kẻ đã ép án tử Hồ Duy Hải bằng tấm thớt được mua ngoài chợ, thay cho tang vật thật sự của vụ án đã bị các điều tra viên vứt đi. Đây là vụ án mà Nguyễn Hòa Bình vi phạm trắng trợn quy trình tố tụng hình sự. Vì phẫn uất với các hành xử như thế này mà có người đặt tên ông Nguyễn Hòa Bình là Bình Mặt Thớt. Bởi ngoài thì trời, người dân bất lực trước quyền lực của các ông ủy viên Bộ Chính trị, họ không làm gì được ông Bình. Thời còn làm bí thư tỉnh ủy Quảng Ngãi, Nguyễn Hòa Bình đã cho đổi tên trường trung học cơ sở Hành Đức theo tên anh trai mình. Có một quy luật bất biến, đấy là những người xử án thì công lý không bao giờ kiếm trác tiền chạy án, còn một kẻ trắng trợn bẻ gãy cán cân công lý thì ắt người đó phải chịu sự tác động hoặc là của quyền lực hoặc là của đồng tiền. Những quan tham bao giờ cũng phục vụ cho kẻ gian, còn quan tòa gây oan sai thì chắc chắn là những kẻ vì quyền, vì tiền mà thôi. Nhìn cái hành xử của ông chánh án Tòa án Nhân dân tối cao gốc Quảng Ngãi thì người dân biết được ngay ông này là quan tham chứ không phải là quan ngay, mà là lại quan tham bạo chứ không phải tham vừa. Vì thế, việc ông này có tài sản khủng hoặc bao che cho người nhà làm ăn bất chính là điều mà ai cũng có thể suy đoán được. Vào năm 2011, khi đang làm bí thư tỉnh ủy Quảng Ngãi, Nguyễn Hòa Bình đã cho thay tên trường trung học cơ sở Hành Đức thành trường trung học cơ sở Nguyễn Kim Vàng, tên của anh trai ông ta, một liệt sĩ thời nội chiến Nam Bắc. Đây là hành động dùng quyền lực để tạo danh cho gia đình. Loại người này không thể vơ vét của dân chúng để làm giàu cho bản thân, còn làm gì khác đâu. Ở thời phong kiến, nếu gặp một vua anh minh thì loại quan tham này sẽ sớm bị trừ đi, gây họa cho dân. Tuy nhiên, trong chế độ này thì ông Nguyễn Hòa Bình rất được trọng dụng và chui vào được tận Bộ Chính trị, là cơ quan quyền lực nhất của Đảng. Nguyễn Tuấn Anh, con trai Nguyễn Hòa Bình. Một nguồn tin riêng cho biết Nguyễn Hòa Bình có một con riêng tên là Nguyễn Tuấn Anh, sinh năm 1983 và tuổi 40. Tuấn đã có một trong tay nhiều dự án ngàn tỷ tại quê Quảng Ngãi. Tuy nhiên, người đưa tin cho hay Nguyễn Hòa Bình là người ăn vụng chùi mép rất khéo. Cha con Nguyễn Hòa Bình quỷ quyệt, hầu như không trực tiếp đứng tên doanh nghiệp nào. Tất cả được đứng tên bởi những người thân tín bên thông gia gia đình ông họa sĩ Hoàng Đăng Định, sinh năm 1953 tại Đồ Sơn, Hải Phòng. Ông Định là bố đẻ Hoàng Minh Thủy, vợ Nguyễn Tuấn Anh. Rất nhiều người bất bình với hành động vơ vét của Nguyễn Hòa Bình, nhưng đành bất lực bởi vì ông Bình không để người thân trực tiếp đứng tên doanh nghiệp, tài sản và còn bất bình vì quyền lực của Nguyễn Hòa Bình quá lớn. Ông Nguyễn Hòa Bình đang là thành viên của Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, ủy viên Bộ Chính trị. Tờ giấy kết hôn của Nguyễn Tuấn Anh và Hoàng Minh Thủy. Chính ông Nguyễn Hòa Bình cũng là một hạt giống đỏ của chế độ này, là con em cán bộ miền Nam tập kết ra Bắc, học tại trường học sinh miền Nam. Ông là con trai ông Nguyễn Liệu, vốn là tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 59 Liên Khu 5, thời chống Pháp. Ông Liệu chết để lại ông con, nhưng lại nhờ sự bao bọc của chế độ mà leo cao. Ông Bình từng là thiếu tướng, phó tổng cục trưởng tổng cục cảnh sát, rồi phó bí thư tỉnh ủy Quảng Ngãi, rồi đến bí thư tỉnh. Tiếp đó, ông Bình trở lại Trung ương nắm chức Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, và sau đó là chánh án Tòa án Nhân dân tối cao. Từng là công an nên thói tàn bạo của Nguyễn Hòa Bình vượt trội. Vì thế, ông đã gây ra án oan cho không biết bao nhiêu người dân trong cả nước qua bàn tay xét xử thô bạo của ông.
rồi người cha thất đức này lại nâng đỡ cho con cái tiếp bước. Và cá như thế, gia đình ông Nguyễn Hòa Bình, thế hệ này nối tiếp thế hệ kia, gây họa cho dân, cho nước, thâu tóm lợi ích cá nhân. Những gia đình theo hình mẫu của gia đình Nguyễn Hòa Bình hiện nay rất đông trong Đảng Cộng sản. Người này dùng quyền lực để vơ vét và vun vén cho người nhà thì được, người khác cũng sẽ bắt chước làm theo. Cho nên các hạt giống đỏ cứ đua nhau mà tàn phá đất nước, dân không còn gì. Tàn phá từ thế hệ bố đến thế hệ con, rồi đến thế hệ cháu, cứ thế dần gánh đổ. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo .de với bản tin Bình Mật Thớt, một chùm án oan với tài sản khủng. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa Thời báo .de.